Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phúc thẩm chuyến bay giải cứu, Tổng Trọng lại bị Tô Lâm hạ knockout. Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc. Theo giới quan sát, phán quyết của Hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại Hà Nội đối với các bị cáo cho thấy tinh thần nhân văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải giơ cờ trắng trước nhóm lợi ích của Bộ Công an và đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm. Tờ báo Công an Nhân dân vào ngày 27 tháng 12 đưa tin bị cáo Hoàng Văn Hưng được giảm án từ trung thân xuống 20 năm tù. Bản tin cho biết sau 3 ngày Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm đối với bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vào ngày 27 tháng 12, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết đối với các bị cáo. Bị cáo Hoàng Văn Hưng được giảm án từ trung thân xuống 20 năm tù. Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, và bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ công an, và bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, đã nhận hối lộ nhiều lần với số tiền rất lớn, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Do đó đã tuyên y án sơ thẩm ở mức trung thân. Bị cáo Hoàng Văn Hưng được giảm án từ trung thân xuống 20 năm tù. Lý do được đưa ra theo Hội đồng xét xử phúc thẩm là bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Theo Hội đồng xét xử, đây là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật và tình tiết giảm nhẹ đáng kể cho bị cáo. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thì vẫn bị y án sơ thẩm. Lý do là Phạm Trung Kiên có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ nhiều lần lên tới 253 lần, với tổng số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn lên đến gần 42,6 tỷ đồng. Bất kể gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên đã khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra, thì ông Kiên vẫn không được giảm án. Đáng chú ý, Hội đồng xét xử coi việc khắc phục xong hậu quả vụ án là tình tiết giảm nhẹ mới, coi đó là căn cứ chấp nhận kháng cáo. Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo và xét giảm nhẹ hình phạt đối với nhiều bị cáo, kể cả hai bị cáo không có đơn kháng cáo là Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, và Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cũng được giảm án. Những phán quyết của Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm được giới quan sát và công luận đánh giá tạm thời như vậy. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thì rõ ràng có sự thiếu công chính và bỏ lọt tội phạm có lợi cho bị cáo Hưng từ phía cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng như Hội đồng xét xử. Vì sao tòa án lại bỏ việc thực nghiệm lời khai của bị cáo Hưng về chiếc vali khóa số có thể đựng được 4 chai rượu hay 450.000 đô la hay không? Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Theo giới phân tích, tòa cần lý giải tại sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Hưng lại cãi bằng được. Điều đó có liên quan gì đến số tiền Hưng nhận từ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn hay không? Số tiền đó được luân chuyển qua tay những ai để cuối cùng quay trở lại để khắc phục hậu quả đây? Nhất là Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và bị cáo Hoàng Văn Hưng đều là chỗ người nhà. Chắc chắn việc bị cáo Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội và nộp lại số tiền 18,8 tỷ là sự thỏa thuận cũng như mong muốn của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Không chỉ là việc Bộ Công an đỡ mất mặt vì những hành động và phát ngôn mang tính ngoan cố của cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang đứng trước tòa. Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên khi quyết định hình phạt, phán quyết phù hợp, nghiêm minh nhưng đảm bảo nhân văn. Điều đó liên quan gì đến phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã đưa ra chủ trương nhân văn như sau: cán bộ nào đã có sai phạm rồi, tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Vậy tại sao bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao lại không được Hội đồng xét xử ưu ái giống như bị cáo Hoàng Văn Hưng? Đó là lý do công luận thấy rằng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống tham nhũng Trung ương đã hết vị, đồng thời Bộ trưởng Tô Lâm trỗi dậy thao túng cơ quan tư pháp, kể cả Hội đồng xét xử, chắc hẳn Tổng Bí thư không khỏi tâm tư khi ở thế bị Tô Lâm ra đòn cho lấm lưng trắng bụng. Cũng xin nhắc lại, ở Việt Nam hiện nay không chỉ cứ bắt là có tội, cứ ra tòa là có án, mà còn có tiền để chạy án thì sẽ thoát tội. Khi ấy tội nặng sẽ thành tội nhẹ trở thành vô tội, là chuyện ai ai cũng biết cả. Vụ án chuyến bay giải cứu có lẽ cũng không tránh khỏi chuyện chạy án này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Phúc thẩm chuyến bay giải cứu, Tổng Trọng lại bị Tô Lâm hạ knockout. Cáo buộc Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm nghìn đô la có phải là tội danh cuối cùng hay không? Mới đây, Công an Thái Bình đã bổ sung thay đổi tội danh với cựu đại biểu Quốc hội, nguyên Phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo giới quan sát, điều này cho thấy sự lúng túng trong việc tìm các chứng cứ buộc tội của Công an tỉnh Thái Bình. Ban đầu, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố và bắt giam khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng với tội danh cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Dù bằng những chứng cứ để kết tội ông Nhưỡng rất mờ nhạt, thiếu tính thuyết phục, nhưng cuối cùng họ vẫn bắt ông. Ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vào ngày 26 tháng 12, tờ báo Lao động đưa tin với tiêu đề Ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Bản tin cho biết trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi. Theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ Luật Hình sự, quyết định đã được Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Trước đó vào ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị phối hợp rà soát cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển kèm theo kết quả xử lý trả lời từ tháng 7 năm 2016 cho đến nay do ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký để phục vụ công tác điều tra đối với vụ án liên quan tới ông Nhưỡng. Từ yêu cầu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phát hiện hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký trên cương vị đại biểu Quốc hội và Phó trưởng Ban dân nguyện. Trong đó có một vụ liên quan đến vụ án tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền lên đến 53,4 tỷ đồng. Từ đó một số đồn thổi vô căn cứ cho rằng ông Nhưỡng có thể dính trong vụ này với nghi vấn là lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Việc điều tra bổ sung cộng với việc truyền thông nhà nước đưa tin mập mờ, không rõ và nhất quán là lý do ngay từ đầu phản ứng của dư luận cho rằng vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị nhằm triệt hạ nhau giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại Diễn đàn Quốc hội vào khóa 14. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban này đã quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với ông Lưu Bình Nhưỡng. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị xóa sổ ông Nhưỡng xuất phát từ bên ban lãnh đạo cấp cao nhất là có thật. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định là vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vẫn theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Ngay sau đó, theo thông tin trên cổng thông tin điện tử, Công an tỉnh Thái Bình cho biết quá trình điều tra mở rộng đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định thông qua hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác, bị can Lưu Bình Nhưỡng đã trục lợi số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la. Phản ứng của công luận cho rằng Công an tỉnh Thái Bình vẫn theo thói quen mập mờ, không nói rõ ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác như thế nào đây. Và bị can Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền đến hàng trăm ngàn đô la là cá nhân hay tổ chức cụ thể nào, nên thông tin kể trên khó có thể thuyết phục. Theo giới quan sát, Công an tỉnh Thái Bình ngày càng bế tắc trong việc tìm bằng chứng để mà kết tội ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Nhưỡng là một tiến sĩ luật và là Phó trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên cơ quan điều tra không dễ sử dụng biện pháp bức cung nhục hình như đối với dân thường. Vì thế, họ phải tìm ra các chứng cứ phù hợp với tội danh đúng theo quy định của pháp luật. Đây là điều không hề dễ dàng. Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Từ những phân tích kể trên cho thấy khả năng cao có cơ quan tư pháp tỉnh Thái Bình tới đây. Nếu hết cách thì buộc họ phải chuyển đổi tội danh để truy tố ông Nhưỡng liên quan đến điều khoản xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Đó sẽ là tội danh phản ánh đúng bản chất của vụ án liên quan đến những phát biểu nói thẳng, nói thật của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước Quốc hội và được truyền hình trực tiếp cho toàn dân. Những phát biểu này vốn là điều mà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức né tránh. nên kể cả là đại biểu Quốc hội mà dám chỉ trích thực trạng chính trị và xã hội với mong muốn đất nước tốt đẹp hơn thì cũng bị hủy diệt, không thương tiếc. Trong một xã hội độc tài toàn trị như Việt Nam hiện nay, việc cai trị thế nào hoàn toàn dựa vào ý chí của một vài cá nhân lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đó, mọi cơ chế, điều chỉnh và giám sát quyền lực nhà nước sẽ bị Đảng vô hiệu hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cáo buộc Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm ngàn đô la có phải là tội danh cuối cùng hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de